Vừa qua, chương trình Sao Nhập Ngũ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Theo đó, từ những hình ảnh kém chất lượng bị leak, cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn Sao Nhập Ngũ mùa mới có sự tham gia của 8 nhân vật nổi tiếng, trong đó có đội Missy, Cara Phương, Duy Khánh và Minh Tú. Mới đây, sau khi đội Missy thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ và để hashtag Sao Nhập Ngũ 2022, thì những nhân vật còn lại cũng có chia sẻ trên trang cá nhân. Duy Khánh đăng ảnh tóc mới được cắt gọn gàng cùng ảnh trở về từ sân bay Nội Bài, xa xa có cả Cara Phương. Nam Danh Hải cũng đăng ảnh chụp chung cùng đội Missy, phiên bản đã cắt tóc. Minh Tú thì bất ngờ cập nhật trạng thái mang tinh thần tự hào dân tộc, còn Cara Phương để lộ hình ảnh mình chụp kỷ niệm cùng một chiến sĩ, bộ quần áo trùng khớp tấm hình đứng ở sân bay cùng Duy Khánh trở về. Mới đây, những hình ảnh mới nhất của chương trình Sao Nhập Ngũ đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi bức ảnh Hòa Minzy, Độ Missy, Puka đang ăn cùng bàn bị dò dỉ. Đây đều là cái tên thuộc nhân tố lầy lội thường xuyên gây chú ý trên mạng xã hội. Chưa dừng ở đó, danh sách 8 nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ 2022 cũng được chia sẻ mạnh mẽ ở các diễn đàn. Theo đó, các nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình bao gồm Hòa Minzy, Độ Missy, Puka, siêu mẫu Minh Tú, Ca Gia Phương, ST Sơn Thạch, Anh Tú, Duy Khánh. Hầu hết đều là những cái tên nổi tiếng là cây hài của làng giải trí. Ngay sau đó, chương trình Sao Nhập Ngũ đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Hiện tại, ekip chương trình Sao Nhập Ngũ chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến những đồn đoán trên. Vì thế, thực hư có đúng là 8 nhân vật trên sẽ trở thành nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ 2022 hay không vẫn đang là một ẩn số. Chúng tôi sẽ liên hệ với ekip để tìm hiểu thêm về các thông tin trên. Sao Nhập Ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của các nhân vật là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, truyền hình, sân khấu, âm nhạc. Chương trình được chia làm nhiều mùa, mỗi mùa sẽ có sự tham gia của các nhân vật khách mời, cùng trải nghiệm những thử thách thực sự trong môi trường huấn luyện quân đội. Vừa qua, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi những hình ảnh đầu tiên của Độ Missy khi tham gia chương trình này vừa được hé lộ. Khác với hình ảnh hài hước thường thấy trên sóng livestream hàng ngày, tộc trưởng xuất hiện trong màu áo lính và mái đầu ngắn đậm chất quân đội và vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nam Sở Chimmer cho biết trước đó anh đã nhận được thư mời của chương trình từ đầu tháng 11 và ekip sản xuất cũng đã bắt đầu qua nhà của anh để quay intro cho chương trình thực tế này. Không để người hâm mộ chờ lâu, một đoạn clip mới được đăng tải trên TikTok hé lộ cảnh Độ Missy tập hành quân trong quá trình ghi hình. Nhìn vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc của Nam Sở Chimmer khiến cư dân mạng phải phi cười. Có người còn nhắc khéo, nhấc cái chân cao lên anh ơi. Thái độ cực kỳ nghiêm túc khi tham gia Sao Nhập Ngũ cũng được mọi người chú ý, chứ không mang vẻ tấu hài mà khán giả thường thấy trên stream. Độ Missy từng thẳng thắn chia sẻ trên livestream, tính cách trên sóng livestream và bên ngoài đời thực của anh rất khác nhau. Ngoài đời thì anh là một con người rất nghiêm túc và khá ít nói. Chính vì vậy mà Độ Missy nhắn nhủ với fan rằng mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều. Trước khi tham gia Sao Nhập Ngũ, Độ Missy đã chia sẻ anh thừa nhận không tự tin khi cắt đầu đinh khi tham gia chương trình. Lý do được Nam Sở Chimmer đưa ra về việc tóc tai của mình là anh không còn trẻ như trước, để đầu đinh sẽ không phù hợp. Nhưng bức ảnh bên trong hậu trường quay được fan tiết lộ thì kiểu tóc mới cũng không quá tệ. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho mẫu tóc mới cực ngầu này. Sau khi những hình ảnh trong buổi ghi hình đầu tiên của Sao Nhập Ngũ bị lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, một đoạn clip khác tiếp tục được tung ra. Cộng đồng mạng đứng ngồi không yên khi nhận thấy hình dáng quen thuộc được cho là Minh Tú xuất hiện cùng dàn sao tham gia mùa giải năm nay. Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Độ Missy giới thiệu về bản thân và mục tiêu anh muốn đến chương trình. Bên cạnh sự nghiêm túc khác thường của anh so với những buổi live stream hài hước, cộng đồng mạng không ngừng dành sự tập trung đến hình dáng sao nữ có chiều cao ấn tượng và vẻ ngoài giống hệt siêu mẫu Minh Tú. Đặc biệt, chiếc thùng vàng bên cạnh hành lý càng khẳng định hơn đó chính là Minh Tú. Trước đó, Thùy Liễu đã đăng tải bức hình trốn biệt kèo lấy chồng sau Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021. Trong bức hình, nữ siêu mẫu diện trang phục màu be, vali đen và thùng hành lý đầy tên của hồi môn. Cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và chờ đợi những hình ảnh sắp tới của Minh Tú khi tham gia Sao Nhập Ngũ. Trước đó, Minh Tú đã bỏ lỡ Sao Nhập Ngũ 2020 vì lý do cá nhân. Cô chia sẻ, Minh Tú mới hoàn thành thời gian cách ly sau khi bị kẹt tại Bali nên Minh Tú có một số hạng mục công việc phải hoàn thành và sức khỏe ở thời điểm hiện tại chưa đủ để có thể đáp ứng tham gia chương trình. Tim và Minh Tú xin thông tin tới chị là chưa thể tham gia số lần này. Tiếc nuối khi phải từ chối lời mời của ban tổ chức, những người mẫu hy vọng có cơ hội tham gia và đạt được mục đích vào số tiếp theo. Sự vui tính, chân thật của chân dài Sài Thành khiến khán giả vô cùng mừng rỡ, chờ đợi một mùa Sao Nhập Ngũ 2022 bùng nổ. Hiện tại Sao Nhập Ngũ 2022 đang trong quá trình ghi hình tại miền Bắc và chưa có lịch phát sóng cụ thể. Tham gia chương trình, các nghệ sĩ,
người của công chúng từ nhiều ngành nghề và tính cách được trải nghiệm môi trường huấn luyện quân đội đầy khắc nghiệt, trải qua những thử thách cam go, quyết liệt. Đây là một trong những chương trình có lượng người xem đông đảo. Mùa phát sóng năm 2020, Hoa hậu Kỳ Duyên đã xuất sắc trở thành nghệ sĩ có tổng số điểm cao nhất, giành vị trí quán quân chung cuộc của chương trình. Hãy cùng theo dõi Tin Hậu để cập nhật các tin tức độc quyền liên quan đến Sao Nhập Ngũ 2022. Sao Nhập Ngũ là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của các nhân vật là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, truyền hình, sân khấu, âm nhạc. Chương trình được chia làm nhiều mùa, mỗi mùa sẽ có sự tham gia của các nhân vật khách mời cùng trải nghiệm những thử thách thực sự trong môi trường huấn luyện quân đội. Trước đó, trong một buổi livestream vào cuối tháng 11, Sở Chi Mơ Độ Missy xác nhận anh là thành viên đầu tiên sẽ tham gia Sao Nhập Ngũ mùa mới nhất. Đến tối ngày 5 tháng 12, nam Sở Chi Mơ chia sẻ rằng anh đã sắp xếp đồ đạc, tranh thủ ăn đêm rồi ngồi chờ xe của chương trình đến đón. Tộc trưởng xin phép vắng mặt một thời gian để tập trung cho chương trình truyền hình thực tế này. Theo anh dự đoán, thời gian ghi hình sẽ mất khoảng 7 đến 8 ngày. Mới đây trên mạng xã hội, dân tình không ngừng truyền tay nhau những hình ảnh hậu trường trong buổi ghi hình của Sao Nhập Ngũ mùa mới. Không chỉ có Độ Missy, loạt gương mặt nghệ sĩ đình đám khác đã xuất hiện trong những bức ảnh này khiến các fan đứng ngồi không yên. Năm nay chương trình Sao Nhập Ngũ sẽ có sự thay đổi về đội ngũ nghệ sĩ. Người nổi tiếng tham gia khác với những năm trước là phiên bản kết hợp dàn sao nam và nữ, đội hình có thể sẽ gồm 4 nghệ sĩ nam và 4 nghệ sĩ nữ. Những nhân vật đầu tiên xuất hiện đều là những vợ muối của showbiz, hứa hẹn một mùa nhập ngũ vô cùng hấp dẫn. Những gương mặt nghệ sĩ xuất hiện trong những bức ảnh hậu trường đang được lan truyền trên mạng xã hội bao gồm Độ Missy, Hòa Minzy, Duy Khánh, Puka. Được biết, hiện tại chương trình vẫn chưa quay xong, do tình hình dịch bệnh nên lịch ghi hình đã phải lùi từ tháng 9 sang tháng 12. Trước đó vào hồi tháng 7, Hòa Minzy bất ngờ đánh tiếng về việc trở lại game show truyền hình. Đây là chương trình mà cô rất yêu thích và đã lỡ hẹn nhiều lần. Thật trùng hợp khi Sao Nhập Ngũ mùa mới sẽ trở lại, khán giả vô cùng chờ đợi lời xác nhận chính thức từ giọng ca không thể cùng nhau xuất kiếp. Bên cạnh đó, nhiều khán giả hy vọng rằng những cái tên đình đám này sẽ mang đến làn gió mới cho Sao Nhập Ngũ 2022, phiên bản kết hợp dàn sao nam và dàn sao nữ. Tin Hậu sẽ liên hệ với ekip Sao Nhập Ngũ để tìm hiểu thêm về những thông tin trên. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi Tin Hậu để cập nhật những tin tức độc quyền liên quan đến Sao Nhập Ngũ 2022 nhé! Tôi tên Trần Nam Thư, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1987. Được. Xin chào các đồng chí, tôi tên... Ôi, chị quên tên chị luôn à? Tôi tên Trần Thị Diệu Nhi. Xin lỗi đồng chí. Các đồng chí nghiêm túc, không cười đùa. Tôi là Hoàng Thúy Hậu, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1995. Hiện đang là YouTuber hết. Tôi hỏi đồng chí nghề YouTuber là nghề gì? Không biết nói gì nữa. Tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1996. Tôi tên Đỗ Khánh Vân, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1995, hiện đang là diễn viên. Xin chào các đồng chí. Tôi là... Tôi xin lỗi ạ. Chí Diệu Nhi, đồng chí chú ý, đồng chí đếm xem đồng chí mang theo bao nhiêu món đồ trong cái quá trình đồng chí thực hiện nhiệm vụ như thế này. Dạ, đồng chí cũng không thể đếm nổi. Theo tôi quan sát, tôi thấy là trên 100 món ạ. What? Đồng chí hết chưa? Còn hai bao tôi chưa mở ạ. Chú Ngạn nào? À, chú hát bài gì cho con nghe đi. Hát bài gì bây giờ? Mà chú không nhớ. Vậy, để con hát cho chú nghe nha. Và hôm tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu, hòa vào cây vương vào nắng và thắm như tôi yêu lành. Trong bài ca ta bước thanh thanh. Wow!
Đồng chí phải cố gắng thi đấu nha. Dạ không, nhưng mà nói nhiều nước nền ạ. Tí nữa phải thi nữa. Không, đồng chí cứ mạnh dạn đi. Kính thưa đồng chí giáo viên, tôi là Trần Thị Diệu Nhi, sinh ngày 21 tháng 5 1991. Thế rồi, người người cố thua là đừng cười, cắn lên, đừng cười. Đồng chí cứ bình tĩnh. Mọi người nhá, tôi bị hại. Mệt quá. Ủa, sao? Là tôi quá mệt mỏi. Tôi rất nghiêm túc nhưng họ không nghiêm túc với tôi.